Anh thì đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Thì ngày hôm nay thì anh đến cái show này là với một con Chihuahua và một con Akita Inu. Thì con này là của một vị khách hàng vừa nhập cái con này ở bên châu Âu về. Có vẻ như vẫn còn chưa có thoải mái lắm với cái thời tiết của Sài Gòn, nhưng mà nói chung là cũng thể hiện khá là ok. Hôm nay là bé này sẽ thi theo thứ tự là cái vòng giống, xong rồi thi lên cái vòng nhóm. Thì cái nhóm đó nó sẽ được phân bổ theo cái điều lệ của Hiệp hội Chó Thế Giới FCI. Con chó này thì lần đầu tiên tham gia show trong đời luôn. Còn với mình thì mình đã tham gia nhiều cuộc thi ở trong và ngoài nước rồi. Mình thì chuyên biệt về cái giống Chihuahua, nhưng mà ngoài ra thì thỉnh thoảng mình cũng có thể dắt được một số giống chó khác. Mọi khi thì mình thường đi là mình đi máy bay. Đấy, còn như hai cái lần gần đây nhất thì bọn mình lại đi bằng ô tô, tức là bọn mình tự lái xe vào đây luôn. Đấy, và đi vào đây tham dự cái dog show này. Thì cái dog show này nó là cái dog show toàn quốc, tức là nếu nói về tính quy mô thì toàn quốc. Cái thứ hai nó là của Hiệp hội Chó Giống Việt Nam tổ chức. Thế nên là tất cả những con chó mà để đạt được những danh hiệu lớn như là Grand Champion ấy, thì phải đạt được cái thành tích Best in Show, tức là nhất trong cái cuộc thi này đây, thì nó mới được tính lên cái thành tích lên Grand Champion. Thế nên là gần như tất cả các chú chó đẹp muốn có được cái thành tích cao tốt đó thì đều phải tham dự các cái show như thế này thì mới lên được. Thế nên là và đây cũng là cái nơi mà cho anh em được giao lưu học hỏi, được tìm hiểu và được hiểu hơn nữa về cái giống chó mình đang nuôi, mình hoàn thiện hơn. Hôm nay anh vào đây là đội bọn anh team Thái Bình, bọn anh vào đây là thi giống chó hơ mông cộc đuôi. Tất cả là đều là giống chó hơ mông cộc đuôi. Thế lệ của hội thi chó giống quốc tế 2023 lần này là chúng ta sẽ đánh giá các chú chó dựa theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Chó Giống Quốc tế họ đưa ra. Mỗi giống chó đều có những cái tiêu chuẩn riêng của từng dòng chó đó, có những cái tỷ lệ về chiều cao, cân nặng, về khung xương, rất nhiều thứ của Liên đoàn Chó Giống Quốc tế, và chúng ta căn cứ theo những cái thể lệ của Liên đoàn Chó Giống Quốc tế mà chúng ta áp dụng cho cuộc thi này. Thì kèm với chương trình này thì chúng ta có một cái chương trình là công nhận các giống chó bản địa Việt Nam. Như là mọi người biết là chúng ta có những dòng chó bản địa như là chó Phú Quốc, chó Hờ Mông Cọc Đuôi và chó Bắc Hà. Thì thông qua cái hội thi chó giống quốc tế thì Hiệp hội Những Người Nuôi Chó Giống Việt Nam muốn giới thiệu những dòng chó đẹp của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế và Liên đoàn Chó Giống Quốc tế. Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 2 ngày, 16 và ngày 17 tháng 12, thứ Bảy và Chủ Nhật tuần này.